1 vs 10 và bên đội bạn nhiều nhà chính cấp cao hơn, tất cả sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một trận war 10 vs 10 của mình với một bạn nữa. Và rõ ràng là chênh lệch rất nhiều. Bên kia có Thao hơn 12, 13. Trong khi đó mình có Thao hơn 10 này. Đây, arc này của mình là 11 này. Arc này là 12 này. Đấy, 12. Và bên bạn ấy 13 như thế này nữa. Và chưa biết kết quả sẽ như thế nào. Mà thôi, tuy nhiên mình lấy cái arc này mình múc cái đã. 11 múc nhà này tí cho vui. Đại bàng ở rìa phía ngoài. Nhà này thì mình lại không mang set đi. Ok. Để một em rồng điện bế cái này xem sao nào. Như vậy là đầu tư rất nhiều cái air defense ở góc hướng phía trên kia, góc hướng 12 giờ đấy các bạn này. Thì xem đầu tư như thế nào đây cho nó hiệu quả đây. Cho em rồng này ăn xong cái đại bàng đã. Ô, không có bom bẫy luôn. Ở ngon. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chờ cho đại bàng nó múc xong ở bên kia cái. Đang phân vân có nên đi ở góc hướng 12 giờ không. Ok, rồng sang đấy rồi thì chơi thôi. Rồi, Hawk này, này kinh này, Queen này, quản giáo này, khí câu chiến này. Rồi 3, 2, 1 vào sâu một chút xíu nữa rồi hẵng bật gồng cho khí câu chiến nó vô. Bây giờ thì thêm cuồng nộ đã. Bằng cái này này. Thêm cuồng nộ tiếp ở phía dưới này. Ok luôn này. Bịt tiếp trụ Wizards này. Rồi em Queen bên này tôi sẽ xài độc dược. Tạm thời là ok rồi. Chỉ Queen vì chúng tớ này. Air defense bắt à. Để tôi cho bạn cuồng nộ giật cho nó tít. Một quyền thôi. Đúng rồi. Ui giời. Vâng, của bạn đến đấy là kết thúc thôi. Ăn cái bom bẫy thế kia này. Ơi, chạy vào đây múc nốt cái Inferno một tia nào sếp. Gồng Queen đi cho nó nhanh gọn. Rồi, được. Nói chung có trận mở hàng tốt rồi các sếp. 1 vs 10 này là ngon rồi. Xịn xịn. Em xin. Và thử cố gắng đánh vượt cấp nhà này xem sao nha các sếp. Let's go. 11 múc nhà 12. Không mang set. Chỉ có duy nhất cái khí câu chiến Flame. Và này thì có vẻ hơi căng. Tôi kệ. Căng cũng chiến mà. Lỡ rồi thì yêu thôi. Chuẩn bị vào khí câu chiến. Ái sẽ quả thử gió. Bật gồng anh em cái nào. Để tớ bịt cái thổi gió lại. Bầy rồng đang đi tản sang bên đây này. Độc dược cho em Queen này. Thêm bình cuồng nộ này. Đúng rồi. Múa được gì cứ múa. Jetty đang quầy ổn áp lắm á. Băng lại. Cuồng nộ nữa cho các sếp. 11 múc 12 nào bạn ơi. À cây trời gió. Cố lên, cố lên, cố lên. Đúng rồi, giật đi các bạn. Gồng Queen luôn cánh bên kia. Đúng rồi, hay lắm rồng điện ơi. 11 bế 12 xem nào. Pha vượt khó xem nó có thành công không nào. Đúng rồi, thanh niên kinh lại phía gần cái hội thành. Thế là tự dưng bầy rồng nó giật lan được thêm. Hay. Kinh quá đấy mà đứng cách xa cái hội thành thì hai rồng nó không bế được đâu. Nhưng mà may nó lại gần thành dính cái chuỗi luôn. Xịn rồi. Rồi cách hai ô như thế này thì không ăn được các bạn này. Chứ còn mà dính nhau cách cái bờ tường một ô thì cái này thông luôn. 10 điểm dành cho sếp luôn. Xoay tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ lấy arc town 12 này của tớ. Múc nhà đề xuất ở đây. Số 8. Let's go. Và tướng tá của mình nhà arc này chưa hề khỏe mấy. Nó vẫn đang mềm mềm thôi. Ok. King Queen. Đây. Rồi, quên mất một cái set nữa. Gồng kinh này.
bật gồng quản giáo này, đơm bình cuồng nộ rồi này. Ok sếp. Ui giời ơi. Vâng, bị dính phục kích ở bên này. Không sao, không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi chúng ta còn yêu đời. Hạ cánh xuống dưới và chắc chắn là thêm bình cuồng nộ rồi. Cái này, độc dược em xương này. Đúng rồi. Đúng rồi sếp, đúng rồi. Đúng rồi, và cận dành một băng cho cụm phía dưới này. Ui xời, nét luôn. À, còn 2MA chờ thả nốt. Và như vậy chúng ta đã có một trận thi đấu 3 sao nữa ngon nghẻ luôn vào cái dạng bay này rồi. Rồng vẫn đang còn rất nhiều các sếp. Xịn sò luôn ạ. Tướng tá vẫn khỏe. Ok. Chờ xem tiếp theo nhà số Town 13 sau đây sẽ ra sao đây. Chúng ta hãy xem nào. Hồi nãy lấy nhà Town 12, 13 đánh không được. Bây giờ tôi dùng Town 14 các bạn. Múc luôn cho nó cẩn thận. Đang phân vân này. Chơi cái này xem sao nào. King Queen này. Rồng vào. Rồi, chơi khí câu chiến luôn cho nó VIP. Bật gồng quản giáo. Thêm cuồng nộ vào. Quả khí câu chiến chạy vào khu vực trung tâm. Ai chà 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 chà. Quả xoáy, quả xoáy. Bịt lại này. Jetty tổng quất phấn khởi luôn chứ. Làm cái Inferno nhiều tia nó xếp. À, trap bộ này. Bật kỹ năng lên. Rồi champion bên đây múa lụng xiềng. Bịt cái này này. Bịt thanh yên kinh lại này. Đấy, cứng ngắc luôn. Bịt tiếp này. Gồng hết tất cả mọi thứ ở đây. Rồi. Uy tín luôn bạn. Xin nhẹ cái bay bạn nhá. Rồi, cứ phải cho ta hơn 14 múc mới được. Ở dưới đánh vượt cấp được, chứ trên này đánh hơi sai sai. Ok, ngon luôn. Tiếp tục nào. Đang chờ ạc thao hơn 14 thì bây giờ sử dụng thao hơn 15 múc nhà này luôn nào các sếp. Let's go. Ôi trời ơi. Vâng, cái việc mà đánh không ngắm bay bây giờ. Giờ sẽ phải ra sao đi. Hơi khoai, hơi khoai. Ok. Chọn phương án mạo hiểm một chút xíu, đó chính là đi góc này. Ok, còn cái đó kinh à. Queen. Ồ, vậy là không có xe phóng. Và không có pha siêu công thành binh phá tường. Vâng, bạn cài cắm Tesla trong tình huống này luôn rồi. Bất ngờ phết đấy. Tôi sẽ đầu tư cái đóng băng quả này. Đúng rồi, xe phóng gỗ. Bịt tiếp em này ở đây. Bịt tiếp quả nhà chính. Thêm cuồng nộ này. Em Queen của đội bạn bắt được rồng. Ok, không sao. Nhìn kinh bên đây. Rồi champion vào bên này này. Bịt cái máy bắn đá lại. Ok, hai baby tiểu long phía bên đây nữa. Đầu tư đóng băng cái này. Và độc dược vào chỗ thợ xây một chút. Bật kỹ năng luôn. Êm rồi. Thứ này là êm rồi. Êm rồi sếp. Xịn xịn. Xin nhẹ cái bay sếp nha. Độc dược đã bố trí sẵn ở đây. Ngon luôn. Chứ còn gì nữa. Ta hơn 16 múc. Ta hơn 16 nào các sếp ơi. Đi vào đâu đây. Phía dưới này xem sao nào. Baby này. Balloon này.
luôn này. Rồng này, King này, Queen này. Và vị trí này phải là bật gồng quản giáo thôi chứ còn gì nữa. Đầu tư em phá tường đi. Đúng rồi sếp. À, quả xoáy ở cụm phía dưới. À, chà 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 chà. Bật gồng thanh niên kinh tí này. Bịt cây thổi gió này. Bịt cụm này này. Và thêm cuồng nộ cho bầy rồng múa ở đây. Rồi bịt tiếp nhà chính với cả pháo đây đá lại. Chuẩn rồi. Đầu tư độc dược ở bên đây. Vẫn đang còn em A chờ nữa thằng phía trên. Vậy đây cái cụm này. Đấy cái cụm này. Và bây giờ bật kỹ năng cho Roy Champion. Hawk vào nó xử lý còn gì nữa. Tốt, tiếp cận vào. Múc nhanh gọn luôn. Bật gồng Queen xong cái Air Defense. Xịn rồi. Ok. Xin nhẹ cái bay xếp nhá. 10 điểm mình chứ còn gì nữa. Rồi, chờ anh em lực lượng nữa để múa tiếp trận thi đấu tiếp theo thôi. Như vậy là đã lụm được vài nhà rồi. 6 nhà còn 4 nhà nữa. Tiếp tục múc tiếp một nhà nữa nào các sếp. Có lẽ nhà này tớ sẽ sử dụng khí câu chiến cắm vào chỗ kia luôn. Ok. Queen này. Rồng điện này. King Queen bên này này. Baby này, khí câu chiến này. 3, 2, 1. Sâu một chút xíu và bây giờ thêm mình cuồng nộ vào cho sếp nữa. Và sẽ cố gắng đóng băng ở cụm chính giữa trung tâm. Cuồng nộ này này. Đúng rồi. Độc dược cho em Royal Champion chạy vào múa đi. Để bên đây băng tiếp, mở lối phá tường nữa. Đang cố gắng nào, cố gắng bình tĩnh nào. Đây, đây. Đôi giời ơi, cái bầy rồng này. Ngoan sinh yêu của tôi đây rồi. Trời ơi, đại bác các thứ nó múc cho những người. Rồng thanh niên kinh. Đúng rồi, và rồi Champion sẽ kích hoạt kỹ năng luôn. À, và như vậy là cái xoáy nó nằm ở bên đây hả ta? Đúng rồi, rồi Champion múc được em. Đúng. Em ấy đã cảm tử. Tốt. Queen vẫn đang cố gắng đục tường. À, đại bàng đi hơi xa. Ô, bom đèn. Và tầm này thì chờ em Queen đục xong tường nữa. Rồi. Và tường chiến thuật đấy. Đúng rồi. Tớ chưa muốn bật gồng kỹ năng em Queen ở đây. Để chốc nữa xài cho nó đục tường. Úi dồi. Hai cái nó đốt kìa. Rồi. Múc xong cái bên này bắt đầu mới bật kỹ năng này. 3, 2, 1. Bật lên thôi. Kinh nó sẽ có hóa Phượng Hoàng. Nó sẽ bay vô. Đấy, vừa được lủng tường lại còn vừa hóa Phượng Hoàng. Xời, tuyệt vời. Đang lại phải 3 sao xếp nhá. Em xin. Và như vậy đây là nhà thứ 7 rồi. Còn 3 nhà nữa. Làm nhà top 1 để xem sao nào các xếp ơi. Múa rồng điện phát. Ca này là cũng ban scan đây. Ok. Này. King Queen. Bật kỹ năng phá tường. Gồng quản giáo. Quả Inferno một tia bên kia cũng phai phết đấy. Anh em vẫn đang cố gắng dồn đơn vào. Đúng rồi. Thêm cuồng nộ đây này. Bật gồng kỹ năng cho thanh niên King. Nhà chính đốt đúng rồi. Bịt cụm bên đây lại. Rồi Champion sẽ vô này nữa. À, quan trọng là bịt cái pháo đây đá đây này. Đó, một cái tháp nhiều cung thủ nữa. Độc dược cho em Royal Champion của đội bạn nó tím đi. Rồi. Baby bên này triển khai, triển khai. Ok. Như vậy đây. Cụm Royal Champion của đội bạn cần phải bị vô hiệu hóa lại. Ok luôn. Em này là gì nhỉ? Hình như là ngọn giáo. Nhiều art, nhiều kỹ năng khác nhau. Các bạn có thể thấy sức mạnh của ngọn giáo ấy.
Đúng là đồ quý hiếm nó cũng khác ấy chứ. Đấy. Lợi thế về tầm xa, phóng đẹp. Như vậy là bay vào top 1 rồi. Thì việc lụm hai nhà phía dưới thì chắc là nó cũng đơn giản thôi. Như vậy vua này khả năng full sao rồi đấy anh em ạ. Ha ha ha. Xịn nha, xịn nha. Ok, nhà chính thon 14 mà lại đang còn nâng em cú à. Ôi, hình như là cũng không có phương án dự phòng rồi. Đúng rồi, nhà 14 thì đâu có dự phòng đâu. Ok, phải vụt thôi. Múa. Chấp em cú không xài làm sao nào. Ồ. Như vậy arc này phải đánh ký câu chiến là ta. Cũng không mang gì ngoài cái câu chiến cả. Chơi. King, Queen. À, ký câu chiến này. Bật rồng quản giáo lên bạn ạ. Độc dược cho em Queen cái nào. Bịt lực lượng ở đây. Ok. Múc vào nhà chính cái. Ô, kinh chạy phía ngoài mới đau chứ. Bịt cái này này. À đây, rồi champion bên hông. Vào đi bạn. Chờ tí thanh niên kinh trên kia nó quẩy đi đúng một đường thôi. Được rồi. Nãy giờ tôi nhịn bạn hơi nhiều rồi đấy. Bịt tiếp cái cụm này nữa. Phong tỏa Royal Champion của đội bạn lại. Và bật kỹ năng cánh bên đây. Hạ nốt công trình phòng thủ. Và bật gồng Queen cánh bên kia nữa. Còn 30, 26 mà đòi solo với cả 30. Bạn chọn nhầm rồi. Ok. Lại phải lụm nữa. Xời, tuyệt vời. Xin nhẹ cái bay bạn nhá. Ui giời. Em xin, em xin. Easy, easy. Và như vậy là mình còn một nhà Thaon 16 nữa thôi. Mà lực lượng mình còn 4 arc Thaon 16 để đánh cái nhà đó. Xịn rồi. Và bây giờ thì lấy arc Thaon 16 cùi bắp nhất để múc nhà số 4. Bởi vì hiện tại thì arc này cũng đang ở vị trí số 4 luôn. Ok. Số 4, múc số 4. Chốt phát xem sao nào. Không được thì mình vẫn đang còn tận 3 cái Thaon 16 nữa. Ấy, chà chà chà. Toàn Inferno một tia vậy ta. Chọn phương án an toàn hay là gì đây. Ok. Phá cái này. Đây. Đây. Vào đây. Ok, King Queen bên này. Và có lẽ tôi sẽ sử dụng xe phóng gỗ. Bật rồng quản giáo. Lực lượng bầy rồng chia đôi cơn mưa. Ok, baby này. Bịt Inferno lại. Ái, chả vẫn sót em Queen. Tiếp tục đầu tư ở đây. Bịt nốt em Queen nữa. Rồi champion đi bên đấy luôn. Cục nhà chính này. Thêm ngay mình cuồng nộ cho các bạn ấy phấn khởi hơn này. Độc dược cho em Queen này. Đó, đúng rồi. Từ bên đây, à, Roy Champion. Thế mình đi xa hơn một chút đi. Bật gồng thanh niên kinh trước, bật kỹ năng cho Roy Champion. Ô, cái nhà chính, come on. Quả nhà chính cuối cùng lại để sau cùng mới bế nó đi à? Thì cũng được. Trôn trôn tí. Sử dụng xe phóng gỗ mà nó chạy sớm quá mà. Từng này lực lượng, từng này rồng mà lại để cho cái nhà chính nó tung hoành. Ấy giời, tê tê đấy. Trời, chốt full sao đẹp luôn. À, anh em thấy thích video kiểu dạng này cho lượt like, share, đăng ký kênh nha. Cari Gaming ủng hộ mình các sếp nhá. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video và livestream sắp tới trên kênh Akari Gaming. Anh em nào mà tự múc được rồi thì nhớ nhập mã Akari trước khi múc gói ủng hộ mình nhá. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Super Sale sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn anh em rất nhiều điều nhanh nhá. Chúc anh em ngày mới tốt lành. Bye bye. This is the moment we rise. We are the best of the